Tao chung với mày cái thằng hai dũng ấy. Mày chết với tao nghe mày. Mày chết mày nghe mày. Mày thấy cái này là gì không? Chúng không ơi. Mày coi chừng mày chết với tao nghe mày. Channel của mình nha. Mình là Mr. Vị. Các bạn ơi, hôm nay các bạn thấy không? Mình đang vào một trong những con map cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò của Mini World bạn. Map này có tên là gì ta? Hình như là map là Đại Chiến Quái Vật. Các bạn ơi, thì hôm nay người đồng đội chung với mình đấy chính là Ca Văn Vui. Hello các bạn. Chào mình tí, mình ăn xong ra đói quá. Bà ăn thì bà ăn kia hả? Bà ăn ăn tao ăn gì ăn kia. Ok, và hôm nay đối thủ của mình sẽ là Simmy và đang dừa, nhưng mà hai bạn thì đang đứng ở bên kia, các bạn không thấy đâu. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn nhớ cho mình một like này, một subscribe cũng như là chia sẻ video lên trên Facebook trước khi xem cái map này. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào khám phá cái map Đại Chiến Quái Vật này, xem nó có gì hay và đội nào sẽ là đội chiến thắng các bạn. Ok, đi thôi. Đó, đầu tiên là chúng ta phải đây là quái vật á. Lưu điểm hồi sinh ở đây. Hả? Đại Chiến Quái Vật là quái vật á? Nhìn đáng yêu chết đi được á. Ờ, bạn ra đây đi, nó cắn cho bạn không được phát nào. Đó là gì không? Đó chỉ là thần nó. Ồ, trong này có trứng sinh ra quái vật hả? Trứng sinh ra quái vật để làm gì ạ? Chắc là trong này mà chưa đủ để nâng cấp á, thì mình sẽ sinh ra. Mày bully là cái gì ạ? Thánh nhiều quá. Ê, là quái vật, mày em ơi. Ồ, sao giết được nó ta? Cho nó đây hả? Ra ngoài kia cơ, mảnh bully đó là để đổi cái này nè. Mày bắn này. Ô đù, cho quái vật về đây nè. Báo thử sinh nhật. Ôi, giật quá trời. Giết nó kìa, giết nó kìa. Để kiếm tiền, pha đồ. Lại lên, come on. Từ từ, nó đánh cá môi, cứu cá môi với đây. Trời má, tính ra là bà phải đánh nó chứ, bà đồng đội kiểu gì đây. Ê, mày giết người sao mà chạy hả, thằng kia. Nó chơi trò giết người cấp răng thì bạn ơi. Thắn nhiều quá. Bắn nó đi, bắn nó, giết nó, mình không cần bắt lấy, pha đi. Nó đánh xong với đây. Sao đâu, quá chết, bà không bắn hả. Tao chung với mày cái thằng hai dũng ấy. Mày chết với tao nghe mày. Mày chết mày nghe mày. Mày thấy cái này là gì không? Chúng không ơi. Mày coi chừng mày chết với tao nghe mày. Giết nó đi. Trời ơi, em bị sao bom nhiều. Ai đi để cái trứng con này vào trong thì mày thả cho ơi. Không biết được thằng nào hai dũng để trứng mà đi như mất tên giật tao sao á. Nghe bạn cứ mạnh mẽ lên, bạn nghe mình, bạn tin mình đi. Chỉ cần chém chúng nó là mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì đó đi nâng cấp kiếm đánh cho sướng vì đây. Nâng cấp rồi, vì nâng cấp rồi, vì nâng cấp rồi. Thật nhiều quá à, chơi không nổi. Đóng thật. Hello. Bắt được mày cứ bắt được đâu con trai của mình không cần đâu. Xin mẹo. Giết nào. Hello. Mà cái viên đá nó đâu rồi? Từ từ vào, quay trở lại cái khu trong đấy xem có cái cổng gì không? Chắc phải, ok, có cái cổng di chuyển này các mũi ơi. Có hả? Cổng ấy đi rồi. Xuống với. Vì đang xuống một cái khu gì mà nó... Ôi ôi, có là gì vậy? Ngục này. Ok, để gì ạ? Kim Heaven Arm. Ồ, cái này cần một cái nỏ này. Nỏ là cần một cái... Có súng rồi mày. Ồ, mình có súng rồi. Chúng hết đáy rồi. Phải chế tạo một cái này này. Rồi, ngon chim. Ồ, cái này bao nhiêu ta? Ờ, ủa mày, bully, ok. Ồ, chỉ được boss rồi. Giết boss à hả? Dạ. Bắn chạy đâu? Yeah, sao nào? Bạn thấy mình mạnh chưa? Trời ơi, mình đẹp trai. Ra giết boss cho mình đi. Xông lên. Ôi, có quái vật kim cương này. Ôi, kim cương cá biết rồi. Ôi, vì nào còn đây không phải là boss đâu. Đây chỉ là quái vật thôi. Đây chỉ là quái vật bình thường thôi à? Ờ, boss ở trong cái cổng này nè. Đây này, cổng này này, cổng di chuyển này này. Ờ, được, chơi luôn. Bắt đầu mình xuống như này sao, mình xuống như này được không? Có con nào đâu. Ê, vào từng cổng đi. 800 máu nè, 700 máu nè, tìm con nào con đơn đâu. Nhưng mà mình ơi, nâng cấp đồ đi đã. Vì có đồ mà. Ôi, ở đây có ông không ơi, ở đây có ông này. Ai đù, ông cắn không thừa phát nào. Có con này mạnh quá. Ôi, mạnh quá. Mấy con này nhìn nó kiểu muốn hốt vô túi mà nó mạnh dữ vậy trời. Đu, mấy con ông này khỏe rồi, các bố đi. Mạnh thiệt á, cái kiểu mới chém 5 phát rồi chơi chết. Mà nó không thấm luôn, nó trời má trời má nó không cầm. Con ông này, đậu xanh sao rồi giống mày, con ông bình thường mà nó cắn đau hết rồi đây. Mà
cầm búa thò tao gõ đó. U nó cắn tôi, cắn tôi ơi ơi, cả mui xuống bắt ông ơi, vịt này chơi đồng đội phải đi chung với nhau chứ. Bắn cái gì? Ông. Ôi trời ơi, con kim cương nó bự quá hả? Từ đây bắn luôn, kim cương nó bắn tôi nó lủng não luôn. Đau quá. Từ 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 ăn rồi máu ăn rồi máu đã trời má. Một đàn ông, chị ông no chị bay đi đâu đi đâu chết chết tôi đây. Ok, mình quá mạnh mạnh lắm con ơi, mình bị giết mấy con nhỏ chứ nào. Tao muốn xuống giúp Việt là chị ông bay lắc cực mạnh à. Trời má, sao kiếm level 3 ta? Bởi vì cao mùi hồi nãy. Hợp lý. Càng mạnh quá mày ơi. Thử giết một con kim cương coi. Nè đủ rồi, nó mang cái diều to ấy chuối luôn cao mùi. Thật rồi con trai. Rồi, rồi. Tôi cần 40 viên nè, ông có mấy cái cục này không? Đỏ đỏ. Có 3 cục à. Hai thằng này, hai thằng bay nè. Ê, nó đến rồi, nhận được một đống bully nè. Đâu rồi, đừng bay bắn cục, bay bắn cục. Bully quá. Bully quá. Timmy, Timmy phải vứt ba cục bully à, vì thế là rồi. Bully quá. Nó đẹp trai, vậy mua chúng ta mà đâu có được, Yeah. Xin lỗi. Thôi rồi, thằng thắng rồi. Mày chạy đâu mà không cắt đâu, chạy đâu, thằng thừa đâu, thằng thừa đâu, sáu đồng lần xong chơi lại, sáu đồng lần, thằng thừa đâu rồi, chạy chạy xuống dưới hầm giết cái con quái vật kim cương dưới hầm đi các mui, giết con kim cương tím tím đi, nó mạnh luôn, thằng thừa rồi. Nó mạnh gì đâu. Giết em mà như tớ. Thôi, sao đi. Nên đưa giết em. Cao mùi. Ok, vịt giết có quái nào rồi. Có túi này, nhà đồng một túi này. Trong lúc Cao mùi đang giết Simmy với cả Khang giờ thì vịt ra giết đi. Simmy ra giết chị Cao mùi, vịt giết rồi, vịt giết rồi, con quái rồi. Team up, hai đứa team up mày. Chạy. Ra đây, cá mui đang chặn đường rồi. Chạy tôi. Ôi lên. Hello. Are you okay? Mày chết rồi con. Chị ông đâu. Rồi, giết được chị ông rồi cá mui lên. Rồi tiếp, đi sang lùng đường kia. Mày không thoát được đâu con trai à? Cắn đứa này, cắn chị mình, đứa này. Mày cắn, nó canh kìa, nó cam kìa, ra giết nó luôn. Từ, đây. Mày à, mày không thoát được đâu con trai. Chơi gì ai chơi chết rồi, cả quái vật, cả khác dưới đánh phi rồi. Cứu mình, cả mũi ơi, cứu mình. Đâu. Bây giờ, bớt nào. Bớt con, chơi đánh phi con trận. Nhìn máu hả? À mày á, mày định làm gì tao? Mày muốn giết tao mà đâu có được, chạy ơi, cậu ơi, chạy đi. Bố đầu rồi. Trong lúc Cao Mui đang kìm chân hai người này thì Việt đi giết đi. Đang cố này, đang cố gắng này. Đi rồi sao? Chết tiệt. Trời má, có bố này phải qua, cần thêm trợ giúp Cao Mui ơi. Ok, mình sẽ di chuyển bạn. Ô đẹp trai. Ôi như vậy bully à, quá chết mày bully luôn à. Trời má mấy con này khỏe quá. Trời, thời gian đang gần hết rồi, thời gian đã dần trôi. Sao rồi, tụi mình mới còn 100+ điểm mà tem dịch gần 400 điểm, công bằng. Cố lên nè, khổ quá. Giờ farm lại từ đầu á. Cái gì farm từ đầu á? Những con người ác độc. Cố lên. Không lành mạnh. Một con chết rồi. Đứng xa bắn nữa. Đứng xa bắn con này. Ok, tèo. Hợp lý. Ôi, tao bắn một chết luôn trời ơi. Ôi ôi, nó bắn mình. Ôi chạy. Không ma gì dữ vậy. Ok. Đâu quá. Chạy, di chuyển các bạn, di chuyển. Mở cái này ra xem có được cái gì nữa.
Mở cái này ra đâu ấy? Ờ, vì tao vừa giết xong cái con bot 800 rồi. Ừ. Hấp dẫn. Ok, mình đã có thêm một cái này nữa các bạn. Cái này kia trong kiếm lửa trong hư cấu này. Mình sẽ kiếm găng tay vô cực. Một găng tay vô cực cả chứ bạn. Cái này đang gì bạn này thực sự đi ơi. Wow, hấp dẫn. Wow, cái kiếm nè. Găng tay vô cực. Xin bi với cả khang dừa đâu, xin bi với cả khang dừa đâu, cảm ơn. Ôi, con có 15 giây à. Găng tay vô cực đâu khang. What? Không sao rồi, sao rồi. Cũng thắng rồi, nhìn điểm kìa. Tao với cả xin bi đâu rồi. Đây rồi, không sao, ta đã chiến thắng cái game này. Găng tay vô cực kìa. Găng tay vô cực mà đúng rồi. Ok vậy thì sau rồi mình đã chơi thằng Vị lại chỉ quấy vật rồi, mình chỉ tiếc là mình chưa giết được cái con bot nhìn máu rồi, nhưng mà không sao, chúng ta chiến thắng rồi các bạn. Ok, tỷ số là 432 điểm và 181 điểm. Và nếu bạn thích video này thì cho mình một like này, một subscribe này, cũng như chia sẻ video lên trên Facebook nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu bạn có cái map nào hay muốn Hero Team chơi với nhau thì comment xuống dưới nha. Bye bye.